làm sao khi anh yêu em nhiều như vậy. Mặc kệ bên em bao nhiêu giây nắng nhạt cho em, là con gái cứ phải bằng lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa? Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh. Để trắng mây đừng để chờ đông đã xe. Làm